Hi, chào mọi người nha, mình là Ly đây và hôm nay là mình đang trong tựa game To Be nha các bạn rồi. Thì hiện tại là mình được một bạn cho một cái trái quỷ cực kỳ xịn nha các bạn. Trái quỷ này vừa mới ra mắt luôn, đó chính là trái Leo Bắc nha các bạn. Đó, trái quỷ này là mới ra mắt gần đây nhất trong tựa game To Be nha các bạn, đó chính là Leo Bắc. Và khá là sợ nha các bạn. Thì bình thường á, hacker lỏ nha các bạn, hacker lỏ các bạn chỉ cần quăng trái quỷ ra là mất liền luôn. Còn bây giờ là bạn nói test thử, bạn phải quăng cái trái đó, phải quăng trái Magu này ra trước để xem có mất trái quỷ không, mới đưa cho mình Leo Bắc các bạn ơi. Đây, và đây là hình dáng của trái Leo Bắc nha các bạn. Đấy, các bạn chưa, trái này hình như là 750 Robux ấy đó, mới vừa ra mắt luôn. Thì cũng cảm ơn bạn Ripo Pato này rất nhiều với bạn đó. Ok, đành nhé, đó, cảm ơn bạn này liền đó chứ. rồi nha, giờ mình ăn thử luôn nha các bạn. Ồ, nên bỏ Dragon thức tỉnh này không ta? Ây da, không sao bạn ơi, chắc mình bỏ Dragon thức tỉnh luôn bạn ơi. Ồ, ăn luôn, bỏ Dragon thức tỉnh, ăn Leo Bắc luôn. Ồ, hơi căng nha. Ui, bỏ Dragon thức tỉnh, ăn Leo Bắc luôn. Rồi, để xem coi Leo Bắc sẽ như thế nào nha các bạn. Ồ, à, thì cái Dragon thức tỉnh, cái dạng người á, thì mình đã quên. Ồ, cái dạng người mình nhớ là mình có review cho bạn rồi mà. Mà tại sao mình quên ta? Đúng rồi các bạn, đấy cái dạng người mình nhớ là mình có quay với bạn nhưng mà hình như mình quên rồi các bạn ơi. Hình như dạng người có Dragon thức tỉnh ấy cũng không có gì mà quá mới khác gì Dragon lúc mà thức tỉnh, lúc mà biến hình đâu nha các bạn. Đấy là vậy. Rồi, bây giờ anh ăn luôn rồi. Rồi để xem chưa Leo Bắc nha, bây giờ mình sẽ show cho bạn coi chưa Leo Bắc nha. Bỏ Dragon thức tỉnh mạnh nhất game luôn nha các bạn. Ây da, ây da, ây da. Có đánh thường không? Rồi, Leo Bắc không có đánh thường nha các bạn. Rồi, từ từ vô đấu trường nha. Rồi, Review Rồi, vô đấu trường nha. Rồi, để xem chiêu nha. Đầu tiên chiêu E. Hi. Dạ. Ồ, chiêu E nổ nha bạn. Rồi, R. Ồ, cũng gầm nha bạn. Ơ, cái chiêu gầm này giống nhau nha bạn. Mấy chiêu gầm này giống nhau quá. F teleport. Ồ, teleport. Ồ, được teleport nha mày. Nhưng mà được cái bắn cái nổi nè mày, bắn cái nổi nè. Đó, nổ đúng ngon luôn. Ây da, mình không biết là Leo Bắc này có đánh du biển được hay không, nhưng mà mình phải để mình coi nha mày. Bỏ trái mạnh nhất game. Bỏ trái mạnh nhất game rồi Dragon để mình ăn cái trái Leo Bắc mới ra này vô thử coi có mạnh hay không nha các bạn. Rồi bây giờ biến hình nha. Hi. What? What? Ghê vậy. Ây da, da. Vậy cái Leo. Nhìn Leo Bắc trong tựa game này giống giống mấy cái Lego các bạn, có hiểu không? Giống mấy cái Lego mà xếp lại á. Rầu luôn, mình không biết cái trái này có mạnh để mình có gọi là mạnh mà mình nên bỏ để mình ăn ăn vô hay không nữa bạn. Có đánh thường không? Ồ. Oh. Đánh thường bây giờ các bạn chuyển thành gầm nha bạn, gầm liên tục luôn nè. Khá là ngon luôn bạn ơi. Đâu bỏ tiếng lên nha, tại mình sợ có nhạc đó bạn. Đó. Gầm lên liên tục đó bạn, ở gầm lên liên tục luôn. Rồi chưa E. Ui. Ơi ơi chưa E bây giờ quắn liên tục à. Bật nhạc lên thì lại có cái tiếng đùng 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 gì các bạn. Đấy nên nghe hơi khó chịu ấy. Ôi không, ô quăng. Vãi ảo gì rồi tiếng chữ R. Ồ R vẫn gầm hết ta. Vãi. Ảo thế. Đây rồi, teleport. Rồi. Rồi, anh test lên du biển. Đến du biển đi. Du biển cũng quan trọng đúng không các bạn? Tại vì du biển mới có thể farm mà. Đấy, để lên du biển thử. Chứ cười rồi, chạy nhanh nha. Gì? Rồi luôn. Rồi luôn not good nha các bạn, not good rồi đó. Không có gây đau được lên du biển là nó good rồi nha. Rồi luôn. Không gây đau được lên du biển là thấy xong rồi nhớ bạn. Sao kỳ ta, Leo Bắc một cái trái mới ra mắt ngon như vậy mà. Không gây đau được lên du biển. No. Không chưa nào lên luôn hay sao ta? Thử coi. Ủa chưa gầm này không lên luôn hả ta? Chưa gầm này không được luôn nè, đánh thường không được nè. Gầm cũng không được luôn. E. Ồ em cũng không được luôn bạn. Ồ. Cái đứa đâu mà chết ấy. Ôi. Vậy là chết Dragon Awaken. Ôi. Khó lắm luôn nha các bạn. Nữa. Nè bạn này cho mình là công suất nửa năm.
nửa năm mới được luôn ấy, nửa năm mới được luôn ấy, không đùa đâu nhé bạn. Đâu ủa sao mình quánh mày này không có máu nè. Ô 8.000 nữa bạn, 8.000 đam nè. Rồi trưởng e, trưởng e không có máu luôn nữa bạn. What ấy, trưởng e không có máu luôn nữa bạn. Cái gầm này thì có mất nè. Ủa nhưng mà, ủa sao kỳ vậy, sao kỳ ta lắc hả ta, mình quánh mày này không có máu ta. Rồi luôn, bỏ cái đời con tức tỉnh để ăn cái này vô là mình thấy hơi có điềm rồi nhé bạn, hơi nghi nghi rồi nhé. Bộ chế mạnh nhất game và khó ra nhất là bạn đúng không, cực kỳ khó ra luôn bạn. Bạn cái bạn cho mình là bạn nó phải cày nửa năm mới ra được một trái mà mình lại bỏ trái quỷ dragon rồi. No no. Chơi ngu rồi bạn ơi, chơi ngu rồi. Nhìn thì có lạ bạn, có lạ, có lạ, có đẹp ấy đúng không, có lạ thiệt. Lưu Bắc này hình dáng lạ đẹp thiệt, nhưng mà yếu quá bạn ơi. No. Mình không biết là đang vui hay đang buồn nữa bạn. Mình cứ tưởng là Lưu Bắc phải mạnh lắm bạn ơi. Đấy đúng là gọi là báo luôn bạn, đúng gọi là báo luôn ấy, đúng gọi là báo luôn ấy. Đúng báo luôn bạn, gọi là báo, báo đời thiệt chứ. Bác đây Lê Bác như mày, 750 nha, đúng gọi là báo đời luôn á. Đúng là báo đời luôn á ta, sao kỳ vậy ta. Ê, chứ mình nghĩ là mình sẽ test vô mấy con quái thử nhé mày, để xem như thế nào. Báo đời. Báo đời thật sự. Không có tin được cái Lê Bác này. Mình cứ tưởng ít nhất phải đánh lên du biển được đúng không, mình còn còn chấm trước được đúng không mày, nhưng mà không luôn, không một chiêu là đánh như du biển luôn vậy, chống hỏi luôn rồi luôn. Hành trình báo đời đó các bạn ơi. Không rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Rồi thôi bây giờ mình đi thì giá 90k đúng không. Bây giờ là mình sẽ đi đánh mấy con quái ở dưới thử cho bạn xem nhé bạn. Lưu Bắc coi đam vô quái như thế nào mới biết được. Giờ vui đánh vô du biển là không được rồi đó đúng không, bây giờ là chỉ có đánh vô quái rồi đó đúng không. Sao cứ nhảy nhảy vậy ấy. Rồi xuống dưới. Rồi. Rồi đi nha. Đây test đánh cho mấy con quái thử nha. Rồi rồi, not good rồi đó, thấy là thấy not good rồi nhớ mày. Không ổn rồi đó. Rồi rồi. Quái rồi thử coi. Ê ê, ối giời. Chuyển xuống đất là sao vậy? Gầm gầm gầm, gầm 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 gầm. Gầm một lần có 9 ở gì? Gầm một lần 900 đam nhớ mày, gầm một lần có 900 đam thôi. Đấy, gầm một lần 900 đam R. R phát là đam cũng to nè, còn E chưa kịp thấy đam nhé mày. Từ đứng gần 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 chỉ vô coi. E là mình chưa kịp thấy đam. Ai 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 ai, ủa sao chuyển xuyên vậy? No. Nhìn Lưu Bác bựa thiệt luôn. Đây. Ồ đồ đam cũng gọi là ổn chứ bạn đúng không. Đam Lưu Bác cũng ổn đó chứ, nhưng mà có cái là đánh du biển không được thôi, thì cái đó là hơi phế rồi đó. Đấy, cái mà đánh vô du biển không được là bắt đầu thấy hơi phế, hơi lỏ rồi các bạn ơi. Cái quan trọng là mình phải cần là mấy cái trái quỷ mình cần ấy, là hầu hết như là đều phải đánh lên du biển được nha các bạn. Đấy, mới không có lỏ. Rồi hơi lỏ rồi đó, hơi lỏ rồi đó. Trái quỷ mới ra 750. Lỏ thiệt sự luôn bạn ơi. Thôi. Thôi xong rồi bạn ơi, thôi mình nghĩ là kết thúc đi tại đây nha. Toan rồi. Thì các bạn mà thấy hay á thì cho mình xin một like, subscribe các bạn nhé, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye. Ấy da, đừng có xem chùa nữa đó mà. Hãy bấm một like, một subscribe đi, để giúp cho mình được 150k sub nào mấy ngộ ơi. Trời ơi.